Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của tác giả Tuyết Minh. Câu chuyện Tội Ác Nghiệt Ngã có thời lượng dài 3 tập và buổi trưa hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên khúc sông vắng này thường ít tàu bè qua lại. Hôm nay vợ chồng ông Thuấn có việc nên mới đi xuồng chạy qua đây. Hai vợ chồng ông Thuấn nghèo lắm, gia sản lớn nhất chính là chiếc ghe máy nhỏ này. Nó không phải là của vợ chồng ông mua, mà ông được kế nghiệp từ ba ông. Chiếc ghe này cũng có độ tuổi hơn 30 năm. Đi đến đám Lục Bình, chiếc ghe máy phải chạy chậm lại. Ông Thuấn điều khiển cần lái, còn bà Lành lấy cây dầm đẩy đám Lục Bình ra. Tưởng đâu để đám Lục Bình tránh sang bên thì ghe chạy sẽ êm. Chứ ai ngờ mới lướt lên một đoạn thì ghe bị đứng máy. Bà Lành đi lùi ra đằng sau mũi ghe rồi hỏi chồng. Ủa, bị sao vậy ông? Ông Tuấn đưa tay lầu đi lớp mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Những giọt mồ hôi tứ ra cho thời tiết nóng nực này. Nó bám lên lớp da đen nhẹm của ông trả lời. Chắc lại vướng rác chứ gì. Cái lớp trẻ bây giờ ăn cái gì cũng quăng xuống đây. Thôi để tôi gỡ đi, còn nhanh đi công chuyện nữa. Từ từ nghe ông. Nghe xong thì ông Thuấn cởi bỏ bộ quần áo mới thay, cởi luôn cái quần đùi, chỉ còn lại cái quần nhỏ rồi nhảy xuống sông. Trời nắng nước sông thật là mát lạnh. Xuống dưới nước, ông Thuấn hít lấy vài hơi thật sâu rồi bắt đầu lặn xuống. Ông Thuấn vốn dĩ từ nhỏ sinh ra ở vùng sông nước, cho nên mấy cái vụ bơi lội này ông rành dữ lắm. Lặn xuống dưới nước, ông bơi lại chút chân vịt, chỉ nhìn qua rồi ông Thuấn nhanh chóng ngoi lên. Vừa ngoi đừng lên trên mặt nước, ông Thuấn thở hì hộc rồi bảo: có xác chết bà ơi, nó vướng vào chân vịt. Bà Lành nhíu mày rồi bảo: vậy ông xuống gỡ đi, tôi đi lấy dây cho ông kéo xác vào bờ. Ông Thuấn vừa bơi rồi bảo: bà đưa cho tôi con dao, bà chuẩn bị cho tôi cái thùng xốp nữa. Tôi biết rồi. Dù là ông Thuấn hay bà Lành, dù trường hợp này cũng không ngạc nhiên, bởi nghề của họ là bám sông, vớt xác chết, rồi quăng lưới kiếm con cá con tôm trang trải cuộc sống. Ông Thuấn cũng muốn bỏ nghề, nhưng vợ chồng ông không có vốn, không có học, không nhà cửa, đặc biệt không ai thân thích, nên cho dù có lên bờ cũng không biết làm gì để mưu sinh. Nghề này nó theo ba ông một thời, bây giờ là ông kế nghiệp. Nhiều y ông không còn biết nó là nghề hay là nghiệp nữa. Ngày xưa mà vớt được xác thì người vớt không dám nhận tiền của người nhà người chết đâu. Giờ thì ai cho bao nhiêu tiền họ nhận bấy nhiêu. Quan trọng là có tiền trang trải cuộc sống, chứ nghiệp thì tính sau. Ông Thuấn lấy một hơi rồi lặn sâu xuống nước một lần nữa. Ông mò tới chỗ chân vịt, cố gỡ cái dây thừng buộc một đống bộ phận xác đang phân hủy ra khỏi nó. Sau đó ông Thuấn lại ngoi lên một lần nữa, cố gắng hít thở đều. Bà Lành nhìn thấy cái đống bầy nhầy lập lờ trên mặt nước, lập tức cả thân người ớn lạnh run lên từng hồi. Bà Lành giật mình rồi thốt lên: trời đất ơi, ai mà ác dữ vậy. Thôi, bà thả cái dây tôi bám vào rồi bà lái ghe sắt vào bờ. Bà Lành vừa lái ghe vừa lại thương cho người chết. Đây không phải là xác chết đầu tiên kinh dị, bà cũng đã nhìn qua rất nhiều lần. Có xác bị bóp cổ rồi thả sông, lúc vớt lên thân thể trương phình, hai con mắt lồi ra như mắt ếch, cái lưỡi cũng thè cả ra ngoài. Con xác thì bị trúng bánh lái, cái mặt bị bánh lái cắt không khác gì miếng thịt, do bị con dao cùn cắt phải. Còn nhiều lắm, rất nhiều nữa. Bà cảm thấy rất thương xót cho người chết, vừa bị chặt xác đau đớn thân thể, vừa bị ngâm dưới nước lâu đến rã cả da. Thân xác còn bị cá gì nữa, thực sự là đáng thương vô cùng. Cái ghe nhỏ lại lách qua đám Lục Bình rồi áp sát vào bờ. Ông Thuấn mới thả tay khỏi cái dây rồi bơi dần lên bờ. Và lúc này thì bà Lành cũng để cái thùng xốp cạnh ông. Ông Thuấn dùng sức cầm cái dây thừng đó rồi nâng mạnh lên, bỏ đống xác vào trong thùng. Chứ ông không dám đụng vào, sợ thịt nhão ra rứt tùm lum thì lại khổ, mất công ông lại đi hút. Tiếp đó vợ chồng của ông cùng cái bê thùng xốp lên bờ. Ông Thuấn lúc này bảo: bà lo chuyện hương khói đi, tôi điện cho cảnh sát tới. Vì công việc của họ liên quan đến vớt xác,
nên trên ghe nhỏ này lúc nào cũng có sẵn mấy cái đồ cúng. Bà lành lấy hương ra rồi đốt lên, cắm bên cạnh thùng xốp, sau đó quay ngược lên ghe buồng cái trứng còn đem ra để cúng. Tội chết vậy, mấy ngày rồi chết lạnh và đói lắm. Trong lúc đợi cảnh sát tới, ông Thuấn cũng tranh thủ tắm cái. Ông đứng bên dưới bà lành đưa nước xuống. Trong nước có pha rượu và gừng để giữ ấm cơ thể, một phần nữa là để tẩy uế. Hơn 20 phút sau, xe cảnh sát cũng đã tới, xe dân quân cũng có mặt. Dây phong tỏa cũng được căng ra bao quanh khu vực có án. Một người mặc quân phục đến nói chuyện với ông Thuấn. Chào ông, tôi là trung sĩ quân. Ông Thuấn định đưa tay ra bắt, nhưng nghĩ lại tay của mình vừa chạm vào xác chết, cho nên vội vàng đưa ngực ra sau chùi lên áo rồi mới đưa ra. Chào đồng chí, tôi là Thuấn. Tôi muốn hỏi ông một số câu hỏi, mong ông hợp tác. Tôi biết rồi. Trung sĩ quân hỏi chuyện ông về cái xác ông phát hiện. Hạ sĩ Hà và trung sĩ Thanh và cộng đồng chí khác mới kiểm tra chung quanh tìm kiếm manh mối. Phía bên pháp y cũng xuất hiện nhanh chóng sau đó. Một người trong số họ mới đến bắt tay với trung sĩ quân. Chào đồng chí, tôi là Dũng, bên nhân viên pháp y. À, chào qua đồng chí, cái xác ở bên kia. Nhân viên pháp y mới nhanh chóng đi qua đó, mặc đồ bảo hộ và bắt đầu kiểm tra xác chết. Một tấm bạt lót dưới đất được trải ra, thêm một tấm bạt cắt được che lên như là một túp lều. Xung quanh đã xuất hiện nhiều người dân đến để hóng chuyện. Anh Dũng bắt đầu lấy dây kéo và dao cẩn thận cắt từng đoạn dây buộc mỗi phần của xác đặt lên tấm bạt. Xác trên đã bắt đầu phân hủy, cái mùi của nó cũng rất nồng. Da bong chóc và chân phình tái nhợt. Sau khi cẩn thận cắt dây và sắp xếp từng phần thi thể ra cái bạt, cái xác này không có đầu, tứ chi bị chặt rời với thân. Và mỗi phần như vậy đều được buộc chung với nhau, sau đó vứt xuống sông. Kiểm tra sơ bộ, anh Dũng mới đến nói chuyện với quân. Đây là những thông tin tôi ghi nhận được trước mắt, xác này phải đem về mổ xẻ phân tích, tôi gửi thông tin tiếp theo sau. Quân cầm lấy tập tài liệu, khóe miệng khẽ mỉm cười. Cảm ơn đồng chí. Sau đó bên phía pháp y mới cho các phần thi thể vào trong hộp và mang đi. Dân chung quanh bấy giờ cũng bu bám hóng chuyện, bàn tán, giờ cũng tản nhau để ra về. Các đồng chí công an cũng phải quay về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan cảnh sát dãy bàn họp dài, phía sau còn có tượng Bác Hồ để cao. Ngồi dưới tượng Bác Hồ là Thượng tá Hồ Ngọc An, chung quanh còn có những đồng chí cấp thấp khác. Lúc này sau khi xem qua hồ sơ và hình ảnh, thiếu tá An bấy giờ lên tiếng. Đồng chí Quân, hãy trình bày mọi việc đi. Dạ. Trước mắt mọi người đều là tài liệu đã thu thập ban đầu. Chúng ta có một cái xác chết nữ không đầu, các tứ chi đã bị cắt rời, cho nên là không biết ai và bao nhiêu tuổi cả. Được phát hiện vướng vào ghe của ông Thuấn cùng lúc 12 giờ trưa. Và cách chặt xác tàn ác như vậy có thể nhận định vì tình hoặc là thủ oán cá nhân. Mọi người ai cũng cầm lấy những tấm ảnh chụp xem có thấy điểm gì khác không. Trung sĩ Quân bấy giờ nói tiếp. Nhìn cách phân hủy xác chết này đã được ngâm ở trong nước mấy ngày. Da rẻ và phần mỡ có phần bóc tách. Phía sau bắp chân chỉ còn thít được một vết bướt giống như hình của trái tim. Hạ sĩ Hà lúc này cũng lên tiếng nói. Em và các đồng chí kiểm tra chung quanh hiện trường bán kính 5 mét cũng không phát hiện được gì cả. Thượng tá An lật đần đi lại những bức ảnh chụp, vầng trán cũng nhăn lại với nhiều suy nghĩ. Cái mà tôi không hiểu được là đã chặt xác, tại sao lại còn phải buộc nó với nhau rồi phi tang một chỗ? Sao không vất mỗi nơi một cái cho khó phát hiện hả? Trung sĩ Thanh nói đùa. Nhiều khi hung thủ không dành đi vất à? Mọi người nghe xong cùng ùa lên cười. Làm bên mảng hình sự này căng thẳng lắm, nên lâu lâu có mấy câu đùa cũng giúp cho không khí cuộc họp đỡ căng thẳng hơn. Trung sĩ Hà liền nói tiếp. Có khi nào phân xác xong, hung thủ hối hận cho nên buộc nó lại với nhau? Vậy còn cái đầu? Nếu giấu mất cái đầu thì sao lại gọi là hối hận? Sau câu hỏi đó của Thượng tá An, không ai có câu trả lời nào khác cho nên đành im lặng. Thượng tá An nhìn sấp ảnh thở dài. Từ lúc tôi làm ở đây thì lâu lắm rồi mới có án mạng thương tâm như vậy. Nếu mà người chết đã cho ta thấy xác, vậy thì chúng ta cũng cố gắng giúp họ giải oan. Bây giờ tôi chính thức thành lập chuyên án 52,
vụ án Sắc Công Đầu, ngày 17 tháng 5 1993. Các đồng chí hãy tung tin lên báo, lên truyền hình, coi người nhà quay đến nhận hay không. Trước mắt là vậy đi, cứ có người đến nhận thì chúng ta mới có manh mối điều tra, giải tán đi. Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn, rõ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, có một cặp vợ chồng chừng 50 tuổi có mặt tại đây. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ họ là người có tiền. Cặp vợ chồng này đã được Hạ Sĩ Hà đưa vào một phòng gần đó lấy lời khai. Hạ Sĩ Hà nhìn vào khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ngấn lệ đỏ au, không đủ hiểu họ đã thương tâm thế nào. Hạ Sĩ Hà bấy giờ lên tiếng. Tôi là Hạ Sĩ Đoàn Thanh Hà. Tôi nghe đồng nghiệp nói hai người đến đây để báo án và nhận xác. Người đàn ông cao chừng độ 1m6, người có chút phốp pháp ấm chừng khoảng 50 tuổi, đã có vài sợi bạc nhìn Hạ Sĩ Hà rồi trả lời. Chào cô, tôi là Ngô Ngọc Nam, còn đây là vợ tôi Nguyễn Thị Nhàn. Chúng tôi sau khi xem tin tức trên TV đã lập tức tới đây. Hạ Sĩ Hà mới lấy ra một số ảnh cầm trên tay rồi hỏi. Ông nhận ra điều gì để biết nạn nhân là người của nhà ông? Ông Nam bấy giờ liền đáp. Là cây bớt hình trái tim, nó là thư con gái của tôi. Nó đã chết thì tôi vẫn nhận ra được. Bà Nhàn không kìm được cảm xúc, bà liền gào lớn. Nhận định là thằng Tuấn giết nó, chắc chắn là thằng Tuấn. Nhắc đến tên Tuấn, tự dưng Hạ Sinh Hà run lên vì giận, tay cũng nắm chặt lại với nhau. Ông Nam liền cãi. Đây là người yêu con Thư thì sao mà giết con Thư? Bởi để con nói bậy, nó thương con Thư nhiều lắm. Bà Nhàn lại gào lên trong nước mắt, trong từng tiếng nức nghẹn. Nhưng mà nó nghiện, khi nó lên cơn nghiện thì nó còn là người yêu con Thư nữa không? Ông cô thấy thằng nghiện nào nó lương thiện không hả? Thế vợ đang bị kích động, ông Nam, ông lấy vợ kéo vào trong lòng rồi nhẹ nhàng nhiều cái trên lưng của bà. Hạ Sĩ Hà bấy giờ liền hỏi. Con gái ông bà mất tích từ khi nào? Ông bà đã báo cảnh sát chưa? Lúc đi cô ấy có mang theo gì không? Ông Nam ổ đi một tiếng, đưa vầng trán vẫn nhăn nheo chưa giãn, ông trả lời. Nó đi một ngày không về là chúng tôi đã đi tìm. Có hỏi thằng Tuấn nhưng nó nói không có gặp. Sau đó chúng tôi có báo công an khu vực. Đến hôm nay mới hay tin con gái tôi đã bị giết. Ông có nhớ rõ lúc cuối đi có mang theo gì đắt tiền không? Nó đeo vàng, nhà tôi giàu có. Có mỗi mình nó cho nên sắm cho nó nhiều vàng lắm. Cơ bộ xi men, một cái lắc, một sợi dây chuyền và cả đôi bông tai. Hạ Sĩ Hà liền nói tiếp. Vậy bây giờ ông bà bình tĩnh và nhìn những tấm ảnh này. Nếu mà nhận rằng đúng là con của ông bà thì mời ông bà theo chúng tôi để nhận xác. Những tấm ảnh chụp thi thể của Thư được sắp xếp trình tự ở trên bàn. Mỗi tấm ảnh bày ra thì hai vợ chồng ông Nam lại gào lên mà khóc. Ai mà nằm trong cảnh này biết biết nỗi đau của họ to lớn đến thế nào. Đứa con gái vốn dĩ sinh ra trắng trẻo khỏe mạnh, mong đến ngày nhìn nó yên bề ra thất, bây giờ thì lại chỉ còn từng khúc mà thôi. Sau khi xác nhận được danh tính của nạn nhân, Hạ Sinh Hà mới lên báo cáo với Thượng tá Hồ Ngọc An. Đứng ở cửa lúc này, Hạ Sinh Hà liền gõ cửa lịch sự. Nghe tiếng gõ cửa, Thượng tá An hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Vào đi. Hạ Sinh Hà bước vào rồi báo cáo tình hình. Dạ, báo cáo anh. Đã có người nhà của nạn nhân đến nhận xác, xem đưa họ qua nhà xác của bệnh viện. Được, em đi đi. Xem việc ở đó ghé qua nhà của nạn nhân xem có manh mối gì không. Hạ Sĩ Hà đi rời khỏi phòng, cùng với Trung Sĩ Thanh đưa vợ chồng ông Nam đến nhà xác của bệnh viện. Dãy hành lang lạnh lẽo dẫn đến nhà xác, những tiếng giày dép khác nhau gõ không đều trên nền xi măng. Khu vực này vắng lắm, dù là ban ngày nhưng cứ đi qua đây lại lạnh hết cả sống lưng. Lâu lâu cứ phải ngó lui xem có ai đi theo, và đôi mắt lúc nào cũng đang ráo rác nhìn chung quanh. Bởi khu vực này vừa vắng vừa âm u, ai bước trên dãy hành lang này cũng đều phải nhìn quanh cảnh giác và đề phòng. Trao đổi với nhân viên của nhà xác, vợ chồng ông Nam mới được đưa vào nhà xác nhận con. Khi mà cánh cửa của nhà xác được mở ra, một luồng hơi lạnh xộc ra nhanh chóng bao trùm lên những người đang đứng ở đó. Cái lạnh này còn kinh khủng hơn cái lạnh nãy giờ cảm nhận được cả ngàn lần. Bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong. Hạ Sĩ Hà và Trung Sĩ Thanh chỉ đứng bên ngoài chờ đợi. Để họ nhận được xác xong mới có thể về họp. Trung Sĩ Thanh bấy giờ lên tiếng nói.
Không biết tên Tuấn đó mặt mũi ra sao mà tàn ác quá vậy. Kiểu gì anh cũng nhanh chóng gặp thôi. Mấy cái loại như vậy mà có tưởng hình á, như cách nó giết nạn nhân mới thỏa đáng. Hà Sĩ Hà vừa đưa đôi mắt nhìn xa xăm mông lung rồi mấp máy môi. Chính xác, phải để hắn cảm nhận được nỗi đau của người bị hại. Lúc này ở trong nhà xác, nhân viên của nhà xác đưa vợ chồng ông Nam đến một ngăn kéo bằng inox lạnh lẽo bốc khói. Chiếc tủ chậm chậm được kéo ra, bên trong là một cái túi ni lông dày. Nhân viên nhà xác còn nhắc nhở vợ chồng ông Nam: hai người bình tĩnh một chút. Bọn họ chỉ có thể gật đầu, không nói thêm được gì nữa. Khi cây kéo ở túi ni lông được kéo xuống, bà Nhàn hét lên rồi ngất xỉu. Cũng may nhà xác của bệnh viện cho nên bà Nhàn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cùng lúc đó, một tổ chuyên án được điều động đến tiệm vàng Đồng Linh là nhà ở của Tin Tuấn. Tiếng xe cảnh sát hú còi rồi dừng lại ở tiệm vàng. Những khách hàng, những người hàng xóm, thậm chí những người đi đường cũng bu kín lại xem. Nhìn thấy cảnh sát bước vào trong tiệm, bà Hà thấy Linh lúc này ngơ ngác rồi hỏi: ủa, nhà tôi buôn bán vàng thiệt mà, có phải vàng giả đâu mà tên tới đây làm chi? Trung sĩ Quân bấy giờ mới ngước lên nhìn bà Linh, đưa ra một tờ giấy A4. Đây là lệnh bắt khẩn cấp. Chúng tôi nghi ngờ con trai của bà là Trần Văn Tuấn liên quan đến một vụ giết người chật xác. Bà Linh nghe xong thì giật cả mình. Bản thân không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Bà liền cự cãi: trời đất ơi, mày ngăn nói cho đàng hoàng, ai giết người? Con tôi nó ở nhà ngoan lắm, hiền lắm, nó không làm mấy cái chuyện đó đâu. Mày lầm người rồi. Chúng tôi không lầm. Bà còn đứng đây là cản trở người thi hành công vụ. Dứt lời, Trung sĩ Quân ra lệnh dứt khoát: các đồng chí lên. Những vị khách trong tiệm vàng nhanh chóng được mời khỏi đó. Xung quanh tiệm vàng rất nhiều trinh sát bao quanh. Một nhóm khác mang theo súng tiến vào bên trong, vì đây được cho là kẻ tình nghi nguy hiểm. Bà Linh đi theo phía sau rồi hét lớn: ông Đồng ơi. Nghe tiếng gọi lớn, ông Đồng lúc này mới kéo quần rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra giật mình khi thấy biết bao cảnh sát có mang súng trong nhà của mình. Ông Đồng liền ấp úng: các anh làm gì trong nhà tôi vậy? Không để cho Trung sĩ Quân trả lời, bà Linh đã nắm lấy tay của chồng rồi lên tiếng: họ nói thằng Tuấn nhà mình giết người đó ông, sợ họ lên bắt nó đó ông. Ông Đồng liền hét lớn: không có đâu, con tôi nó hiền lắm, nó không có giết người đâu. Các đồng chí trinh sát bắt đầu tiến lên cầu thang. Những nấc thang lạnh và có màu đặc trưng của vữa. Trên này có hai phòng, họ lập tức chia nhau ra rồi ập vào cùng lúc. Bên trong, Tuấn đang ngồi tựa lưng vào giường, thân thể mệt nhoài, đôi mắt mệt mỏi. Phía bên cạnh có bát cháo ăn dở và một ít trái cây. Xác nhận được đối tượng, Trung sĩ Quân nhanh chóng ập tới bắt lấy Tuấn, tay cũng cho vào trong cầm. Tuấn không hiểu gì ấp úng hỏi: sao lại bắt tôi? Anh bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án giết người chặt xác. Chúng tôi phải áp giải anh về trụ sở để điều tra. Tôi không có giết người. Các anh tin tôi đi, tôi không có giết người. Trung sĩ Quân không trả lời, Tuấn quay sang cầu cứu bà mẹ: ba mẹ, cứu con không giết người, ba mẹ ơi. Tuấn bị cha tay vào cổng và áp giải đi. Bà Linh giục chồng: mang đồ vào rồi chờ tôi chạy theo con. Bà Linh chạy xuống đứng bán hàng, lấy điện thoại bàn gọi cho con gái: Dung à, mày chạy sang mẹ, mở cửa bán hàng đi, tao với ba của mày phải lên đồn cảnh sát, quay nhanh đi chứ không mất khách. Ở đầu dưới bên kia, Dung liền thắc mắc: ba mẹ lên đồn cảnh sát làm gì? Thằng Tuấn bị bắt rồi, tao với ba mày lên đó xin cho nó. Nhưng mà con bé Na nó đang sốt, con đang chăm nó, không có ai chăm. Anh là có nhà đâu. Kệ mày, nó bệnh thì mang nó qua đây, nhà ta thiếu chỗ cho nó nằm hả? Mày chậm chế, em mày có việc gì mày đừng trách tao. Bà Linh dần điên người cúp máy. Lúc này ông Đồng cũng đã xuống. Bà Linh đóng cửa tiệm rồi cùng chồng đến trụ sở cảnh sát. Lúc này tại trụ sở cảnh sát, Tuấn bị cầm tay rồi ngồi đối diện với nhiều nhân viên cảnh sát. Đôi mắt của Tuấn lờ đờ, mệt đến nỗi chỉ muốn nắm lại mà thôi. Lần này đích thân Thượng tá Hồ Ngọc An lấy lời khai: cậu tên gì, bao tuổi, nhà đâu? Thái độ cùng câu trả lời của Tuấn đúng là con nhà giàu được chiều hư. Trần Văn Tuấn, 21 tuổi, tiệm vàng Đồng Linh, số 18 An Cư. Trong 10 ngày trở lại đây cậu có ra khỏi địa phương không? Không. Trong 10 ngày trước cậu đã giết cô Ngô Thị Như như thế nào? Không.
Tôi không giết nó, tôi không có giết nó. Ánh mắt của Tuấn bắt đầu đảo nhìn chung quanh để tìm kiếm sự trợ giúp. Thế nhưng ở đây không có ai thân thích với hắn, lại thêm ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống khiến Tuấn càng hoang mang. Thượng tá An bấy giờ liền hỏi: không giết người sao cậu lại kích động vậy hả? Trong khi người cô ấy gặp cậu là người cuối cùng. Hai tay của Tuấn bấu chặt vào nhau, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào thượng tá An, nhưng miệng vẫn cứ chối: tôi không có giết nó. Cậu dùng ma túy phải không? Tôi không có. Có hay không thì cậu không cần trả lời, chỉ cần xét nghiệm máu là ra thôi mà. Tuấn quay hẳn người xuống tránh né ánh nhìn của mọi người, cũng như câu hỏi của thượng tá. Nhìn qua Tuấn, nay cũng thấy rằng hắn đang sợ và đang giấu giếm điều gì đó. Hiện tại hắn đang sốt cho nên thượng tá An không hỏi thêm. Thượng tá An bấy giờ ra lệnh: tạm giam hắn đi, để mai mốt hắn hết sốt tiếp tục lên lời khai. Rõ. Tuấn bị hai đồng chí cảnh sát di lý đến phòng tạm giam. Hà đứng bên ngoài cửa sổ nãy giờ, ánh mắt nhìn hắn đầy căm hận. Tính ra hôm nay là một ngày làm việc khá dài và mệt mỏi. Về đến đây cũng đã hơn 6 giờ. Dù có muộn hơn thì việc trước tiên Hà xin Hà làm là ghé vào thăm ba mẹ của mình. Nhà ba mẹ cô nằm ở trong một con hẻm, trời cũng đã dần tắt nắng, cho nên ánh sáng mà cô thấy chỉ còn là ánh đèn xe máy và ánh sáng từ những ngôi nhà gần đó. Tới trước cổng nhà, cô đưa tay mở cửa rồi chạy xe vào sân. Tiếng chó sủa nãy giờ cũng inh ỏi. Ngay cửa chính cũng có người đàn ông tóc bạc nhìn ra cô rồi hỏi: Hà con. Dạ con đây ba. Cô cũng nhanh chóng đi vào trong nhà. Mọi người đều đang quây quần bên mâm cơm. Chị Vân em dâu cô nhìn thấy thì liền đứng lên: chị Hà, ngồi đi chị, em đi lấy chén nhá. Thôi Vân ơi, chị không ăn đâu, chị ghé một chút, còn về ăn với anh Trọng nữa. Kể đi chị ơi, ăn miếng về nhà đỡ miếng mà. Thôi mọi người cứ tự nhiên đi. Trời đất ơi, ngày nào mà tôi không qua mà mấy người cứ làm như lâu lắm vậy hả? Nghe vậy Vân lại cười sởi lời rồi ngồi vào trong mâm ăn tiếp. Hà nói chuyện với mọi người vài câu rồi mới xuống nhà thăm đứa em gái. Để cửa bước vào căn phòng nhỏ này đã sộc lên một mùi. Cô gái đang ngồi co ro trong một góc, chân bị xích lại. Hà đi chậm qua đó ngồi xuống lấy từ cái túi ni lông ra gói bánh đưa cho Hằng. Hằng ăn cơm chưa? Chị mua bánh cho Hằng nè. Hằng nhìn Hà cầm lấy gói bánh rồi cười ngờ ngạch. Bánh, bánh ngon lắm, em thích bánh. Hà nhìn em chiều mến, tay còn vuốt lên mái tóc rối bời của em nữa. Mai chị ngay mua kẹo cho Hằng nghe. Dạ. Hằng đưa bánh vào trong miệng nhai ngon lành, rồi bỗng nhiên cô tiểu tiện không kiểm soát. Ánh mắt sợ hãi lo lắng nhìn chị, Hà liền xoa dịu. Không sao đâu, để chị giúp em thay đồ nghe. Hằng lại ngoan ngoãn. Dạ. Hà lại cái giỏ gần đó lấy đồ sạch lại thay cho em. Khi tay cô vừa chạm vào hụt nút áo, Hằng đã hét lên, gói bánh trong tay vứt tung tóe khắp nơi. Không, đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Hằng, chị Hai đây, không sao đâu chị Hai đây. Tránh ra, đau lắm, tha cho tôi. Nước mắt của Hằng, sự sợ hãi của Hằng khiến trái tim cô đau đớn vô cùng. Hà vội ôm lấy em gái. Có chị đây, không sao đâu, không ai hại em cả. Hằng có giống người sợ hãi khóc giấm dứt trong vòng tay của chị. Hằng năm nay 23 tuổi, là đứa con lỡ của ba mẹ cô. Hằng là đứa vốn dĩ ngoan ngoãn, thông minh và xinh đẹp. Nếu bà nằm trước không bị cưỡng hiếp, có lẽ tương lai của cô tươi sáng lắm. Ba mẹ cô, gia đình cô đã khóc rất nhiều suốt 3 năm qua. Khóc và suy sụp đến nỗi khóe mắt chai dần. Lúc này khi mà Thiên Hằng đã bình tĩnh lại, Hà mới nghiến răng. Những sự tức giận như bị nghiền ra thành từng chút. Nhất định hắn sẽ phải đền tội cho em. Nhất định chỉ sẽ bắt hắn trả cái giá cực đắt. Những tiếng giấm rất nhỏ dần, Hà lặng lẽ thay đồ cho em rồi mới đi về. Lúc này chiếc đồng hồ treo tường trong phòng họp lớn của cơ quan cảnh sát đã là 9 giờ sáng. Các đồng chí có mặt ở đây cũng ngồi ở những vị trí đó như mọi khi. Thượng tá Hồ Ngọc An sau khi xem qua mấy loại giấy tờ mới lên tiếng. Hôm qua lấy lời khai của tin Tuấn vẫn chưa được gì. Hôm nay hắn đã đỡ sốt cho đồng chí Quang. Dạ đỡ sốt rồi, nhưng mà có khi vẫn nói sẵn.
Như là tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý. Vậy có nghĩa là hắn có giết nạn nhân Thư, cho nên mới bị ám ảnh trong giấc mơ. Kết quả xét nghiệm máu như thế nào? Có dương tính với ma túy à? Hạ sĩ Quang lại nói tiếp. Gần đây xuất hiện một loại ma túy gây ra hiện tượng điên loạn và ảo tưởng. Loại này khá là mạnh và có dạng viên nén. Nó sẽ gây ra ảo tưởng, tăng giác quan, loạn thị giác, loạn trí nhớ và tư duy, tăng nguy cơ hành vi nguy hiểm. Hạ sĩ Hà bấy giờ liền lên tiếng. Có khi nào hắn sử dụng loại này rồi gây ra hành động tội ác mà không biết? Em mà có phép thuật, em bắn bỏ hết mấy cái đối tượng như vậy. Thượng sĩ An lúc bấy giờ biết nỗi đau của Hà, ông liền hỏi. Vậy sao không làm mấy cái loại ma túy đó không tồn tại mà bắn bỏ mấy cái thằng sử dụng hả? Dạ, là vì ý thức. Để lên đường trước thượng tá thì câu hỏi đó cũng không khó khiến thượng tá An hiểu. Thượng tá lại hỏi tiếp. Trung sĩ Thanh và Hạ sĩ Hà đã thu thập được gì từ nhà của nạn nhân Thư? Trung sĩ Thanh liền trả lời. Dạ thưa anh, gia đình của Ngô Ngọc Nam và bà Nguyễn Thị Nhàn khá là giàu có. Họ có xưởng chế tác gỗ và cửa hàng buôn bán đồ gỗ. Thế nhưng mà không may thời gian trước bị cháy, có thiệt hại về người và tài sản. Cho nên họ phải bán đi nhiều thứ để trả nợ và đền bù thiệt hại cho những người bị cháy ở xưởng gỗ. Qua vụ cháy họ cũng nhận được một khoản tiền bảo hiểm khá khá, nhưng có vẻ như vẫn chưa ăn thua gì cả. Hạ sĩ Hàn liền tiếp lời. Ngô Thị Thư từ nhỏ học giỏi, trước khi mất còn phụ gia đình quản lý cửa hàng nữa. Thượng tá An lúc này liền ra lệnh. Trước mắt thì đồng chí Thanh và đồng chí Hải chia thành một nhóm trinh sát giám sát hoạt động gia đình của nạn nhân. Cả hai liền đồng thanh hô lớn. Rõ. Trung sĩ Quân thành lập một nhóm khác theo dõi gia đình của tiên Tuấn. Rõ. Hạ sĩ Quang điều tra thêm các mối quan hệ khác của nạn nhân. Rõ. Trước khi giải tán cuộc họp, Thượng tá An lại xem các hình ảnh đã chụp của xác không đầu một lần nữa, rồi đưa ra thắc mắc. Nếu tính từ nạn nhân hay nhà của kẻ tình nghi, nơi phát hiện thi thể cách nhà cũng hơn 15 cây số. Nếu mà giết người chắc chắn là kẻ giết người theo xeo quy luật vứt xa chôn gần. Hãy điều động một nhóm khác tìm kiếm thông tin chung quanh nơi đó trong bán kính 15 cây. Xem ra những khu vực đó có ai đến không và ai đã ở đó đi không, giải tán đi. Rõ. Sau khi nhận được công việc đã giao, tất cả mọi người đều ra sức để làm việc. Tại một bưu điện cách nhà của nạn nhân 7 cây số, một nhóm trinh sát ập vào. Chị chủ bưu điện và mọi người ở đó ngơ ngác lo sợ. Chị chủ đứng lên rồi hỏi. À, có việc gì vậy các anh? Hạ sĩ Quang bây giờ lên tiếng. Có cô Nguyễn Thị Trâm ở đây không? Từ trong góc một nhân viên đang gói hàng đứng lên rồi đi lại chỗ của Hạ sĩ Quang. Nếu so với nạn nhân thì người này có chiều cao ngang ngửa. Nhân viên đó lên tiếng. Tôi là Nguyễn Thị Trâm, anh tìm tôi có việc gì không? Tôi là Hạ sĩ Quang bên phía cảnh sát hình sự, mong cô hợp tác điều tra về vụ án chặt xác không đầu. Ngày đến đó Trâm thoáng buồn rồi thở dài. Các anh muốn hỏi gì? Em biết em sẽ trả lời. Thật tội cho Thư quá. Vậy thì mời cô theo chúng tôi về trụ sở để làm việc. Dạ. Trâm quay sang nói với chị chủ. Em theo mấy anh cảnh sát đến trụ sở để làm việc về cái chết của Thư. Em xin phép đi một chút nghe chị. Ờ, em đi đi. Trâm ra xe leo lên xe của cảnh sát đi cùng Hạ sĩ Quang. Lần đầu tiên bước vào trụ sở của cảnh sát, Trâm ngơ ngác nhìn chung quanh. Ai nấy đều mặc quân phục rất đẹp. Mọi thứ bày trí cũng thật là đơn giản. Đi tách qua khoảng sân trước mặt, Trâm đi sau Hạ sĩ Quang đến dãy hành lang bên trái, rồi vào một căn phòng ở đó. Hạ sĩ Quang bấy giờ lịch sự. Mời cô ngồi. Cảm ơn anh ạ. Hạ sĩ Quang còn rót thêm cho Trâm một ly trà, tiếp đó đặt trước mặt của cô. Cô học cũng giỏi quá nhỉ, chứ dễ gì vào bưu điện làm. Dạ, cũng tạm thôi ạ. Hạ sĩ Quang bấy giờ lấy giấy tờ ngồi xuống đối diện với Trâm. Anh bắt đầu hỏi. Cô tên là gì, ở đâu, bao tuổi? Dạ, Nguyễn Thị Trâm 20 tuổi, ở xóm Chuột. Cô với nạn nhân có quan hệ thế nào? Là bạn thân vài năm, có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Cách đây 10 ngày cô có gặp nạn nhân không? Em có. Từ hôm đó chúng em đi uống nước với nhau. Giai đoạn đó Thư rất buồn vì gia đình ép cô cưới, còn gia đình của anh Tuấn thì không cho. Họ quen nhau lâu chứ? Dạ khoảng 2 năm gì đó. Tại sao lại không cho cưới?
Từ khi gia đình của Thư xảy ra sự cố, gia đình anh Tuấn chê không muốn đăng hộ đối. Trước đây không chê Thư ăn chơi thì nay tìm đủ mọi cách bóc thói xấu của Thư ra. Nhưng anh Tuấn vẫn nhất định muốn cưới Thư. Tuấn có đánh nạn nhân không? Dạ có. Có lúc đánh bầm dập cả bên mắt. Nhưng mà khi anh Tuấn dỗ thì Thư nó lại thôi. Em có khuyên nó bỏ anh Tuấn nhiều lần nhưng mà không được. Quán nước đó ở đâu? Cô nói rõ địa chỉ đi. Dạ quán nước cô hai, ngay ngã ba đầu dốc. Cô đã qua nhà của nạn nhân chưa? Dạ qua rồi. Cách đây 10 ngày cô có ra khỏi địa phương không? Dạ không ạ. Được. Để chúng tôi đưa cô về, có gì cần hỏi chúng tôi sẽ tìm cô. Dạ. Em cũng mong anh nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Thế nó chết thảm quá. Hôm qua em tới thì ngay lúc mà người ta đang khâu xác của Thư, mùi thối bốc lên kinh lắm. Mà xác không có đầu cho nên phải lấy cháy dừa thế đầu rồi vẽ lên trên mặt. Nói đến đây trong không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Hạ sĩ Quang là người ngoài cũng thấy xót thương cho nạn nhân, huống hồ gì là những người thân thích. Anh bảo: cảm ơn cô. Cô ra kia sẽ có người đưa cô về lại bưu điện. Dạ. Khi hung thủ vẫn còn chưa xác định được, các tổ trinh sát nỗ lực làm việc ngày đêm tìm kiếm cho ra manh mối. Có những lúc mà mưa gió rét lạnh, có những lúc mà đứng bờ đứng bụi, mũi cắn sưng cả người. Còn chưa kể thức trắng đêm không dám ngủ, đợi người đến thay ca. Nếu lỡ ngủ mà để lọt chuyện gì thì khổ hết toàn đội. Làm cho bên cảnh sát hình sự không có sung sướng gì cả. Sáng hôm nay Hạ Sĩ Hải nhìn thấy Tuấn được ba mẹ của hắn đưa về, cô nhanh chóng chạy đến tìm Thượng tá An. Tại sao lại thả hắn? Hắn hiện tại là tình nghi duy nhất. Thượng tá An nhìn cô, sau đó tháo cái kính lão xuống rồi từ từ giải thích cho cô hiểu. Nếu mà không tìm được thêm manh mối, trước sau gì chúng ta cũng phải thả hắn thôi. Đã 72 giờ rồi còn gì. Nếu muốn bắt hắn nhất định phải có manh mối cụ thể. Em có nôn nóng hay làm gì hơn nữa cũng không có được đâu. Dạ vâng ạ. Đã có thêm manh mối gì chưa? Bọn em đã lấy lời khai của những người liên quan, thế không ai có khả nghi gì. Bọn em vẫn đang tiếp tục theo dõi. Tốt, cứ làm vậy đi. Dạ, chào anh ạ. Có lẽ Hạ Sĩ Hà đã hơi nôn nóng thật. Bởi nhìn con cá đã nằm trong lưới một tuột đi, cô thật không đành lòng. Tuấn trở về nhà, chị Dung đã để sẵn chậu than trước cửa. Bà Linh dục con trai cưng: nam bảy nữ chín, mà bước bảy bước rồi vào trong nhà đi con. Thấy Tuấn được về nhà, hàng xóm chung quanh cũng bớt dị nghị. Khi em trai đã đi vào trong, Dung mới mang cái chậu than đó đi lại khúc ngã ba mà bỏ, cũng nhanh chóng đi vào trong nhà xem em của mình ra sao. Bà Linh dìu con ngồi xuống bộ ghế gỗ đất tiền, liền bật quạt rồi dục: ông lên coi thắp hương ông bà đi. Công may ông bà độ nên thằng Tuấn nó mới thát đó. Ờ, để tôi lên trên thắp hương. Bà Linh quay sang hỏi han con: trong đó họ có hành hạ con không? Ăn uống thế nào? Mới có mấy ngày mà mẹ thấy con sút đi mấy ký đó. Tuấn liền than vãn: trong đó nóng lại muỗi, đồ ăn dở con không ăn được. Công may có y tá thăm khám cho thuốc hạ sốt, chứ không chắc con chết ở trong đó quá rồi. Lúc này chị Dung cũng vào đến nơi. Chị Dung không dám ngồi mà đứng ngay cửa, tại còn phải coi cửa hàng nữa. Họ nói sao em? Họ cho em về, nhưng bắt em không được đi khỏi địa phương. Thôi cứ vậy mà làm biết chưa? Em biết rồi chị. Bà Linh nhìn chị Dung rồi nói lớn: rồi mày luộc gà nấu cháo cho em chưa? Xong hết cả rồi mẹ. Xong rồi mày ra ngó tiệm đi. Vâng ạ. Chị Dung quay người đi ra. Trước đây Tuấn có thái độ cũng không tốt với chị Dung lắm đâu. Sau khi thì Tuấn đã có thái độ khác. Anh nói với mẹ: mẹ đừng khó chịu với chị Dung. Chị Dung tốt mà lại còn thương con. Cái loại đàn bà vô dụng rồi con. Giờ nó nghe mẹ lấy thằng Huấn thì bây giờ có phải khác không? Ních cho có bầu rồi lấy cái thằng nghèo sơ nghèo xác. Mặc kệ nó. Mà ngồi đây nha, để mẹ lấy cháo gà cho con ăn. Bà Linh cũng là đàn bà, chị Dung cũng là do bà mang nặng đẻ đau. Không hiểu sao cứ có ác cảm với chị Dung như vậy. Ăn xong tô cháo gà, Tuấn lên phòng nghỉ ngơi. Chị Dung lén đi tiểu tiện mới tranh thủ mò lên trên phòng Tuấn để hỏi chuyện. Tuấn ơi, phía bên cảnh sát họ nói sao? Họ chỉ nghi ngờ em thôi, không moi được thông tin gì chị ạ. Phải cố gắng thêm thời gian nữa, mọi chuyện qua nhanh thôi. Tuấn chụp lấy tay của Dung rồi nài nỉ: kiếm cho em ít thuốc đi, em vã quá. Đã vậy còn thuốc gì, bỏ đi em. Nói bỏ sao bỏ được một hai ngày. Bữa đó mới bỏ được có hai bữa em đã vã đến phát sốt.
Với lại không có thuốc em lại thấy nó về. Chỉ có thuốc mới giúp em bớt sợ thôi chị. Thì được rồi, nhưng ít thôi nhá. Em cảm ơn chị, tiền đây chị. Tuấn lấy tiền trong tủ dưới vào tay của Dung. Dung tranh thủ xuống bán hàng chứ không bà Linh réo tên lên mà chửi. Sau khi ở tiệm về, Dung chạy xe máy đến nơi Tuấn hay mua ma túy. Vừa đi chị Dung vừa cẩn thận quan sát sau lưng. Trời đã tối nên hành tung chị phải cẩn thận hơn nhiều. Năm đó đèn đường còn chưa có, con đường chỉ quẹo vào nhà cửa cách xa nhau lắm. Chị Dung đi thật chậm lại có phần vất vả. Qua đường đường cắt đó mới đến được ngôi nhà nhỏ. Chị Dung cẩn thận quan sát sau đó thì gọi lớn. Anh Hùng ơi, nhà còn trứng gà không châm ổ với. Tiếng chó sủa inh ỏi từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Từ trong căn nhà cũ có người đàn ông cao cao ốm ốm xách đèn pin đi ra. Giọng khàn khàn như người viêm họng, chất giọng cũng quá là trịch thượng. Đứa nào đó? Chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt chị Dung cho nên chị lấy tay che đi. Chị thằng Tuấn đây anh. Tuấn nào? Tuấn tiệm vàng ạ. Nói đến đó chiếc đèn pin mới được hạ xuống. Hùng bắt thẹo bây giờ lên tiếng. Lâu ngày quá hả? Lấy bao nhiêu? Dạ 102 gói. Lần mua lần khó. Cứ lấy cái loại mới cho nó. Nghe nói thằng em của mày mới tới chỗ cảnh sát về hả? Cái thằng đàn bà bắt gà không chặt lại có gan giết người, chặt động ghê đấy. Chị Dung cầm lấy gói thuốc nhỏ mà bà Hùng thẹo rúi ra khỏi cửa, vội vàng nhét ngay vào túi. Sau đó móc trong túi khác rúi lại tay của gã bốn tờ bạc xanh. Chị Dung ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết? Ta nói tivi báo chí nó đưa tin đầy ra, sao mà không biết được mày? À thôi em về đây. Chị Dung quay xe đi về, cứ nghĩ loại buôn bán cái chất trắng như lũ khốn nạn này mà lại có thời gian theo dõi tin tức. Với cứ ở thời gian tụi này lại di rời đi chỗ khác, hèn gì nhà cửa cũng chỉ như mấy cái tấm tôn che mưa che nắng. Giờ mua đây chứ có khi phải đợi bọn khốn này tự tìm tới báo địa điểm. Mua được thuốc xong, chị Dung vội vàng quay lại tiệm vàng. Dừng xe trước tiệm, chị liền rung cửa. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Gọi cũng đã được 5 phút bà Linh mới mở cửa. Không hiểu sao cứ thích chị Dung bà lại khó chịu ra mặt. Sao chưa về, qua làm gì? Dạ nãy Tuấn nói thèm hủ tiếu ngã tư, con ghé vào đó mua cho em. Đưa đây ta đem vào. Thôi, mẹ để con mang lên cho em nó. Nhiều chuyện, ta mang lên cho nó cũng được mà. Hình như từ trên tầng Tuấn đã thích chị Dung cho nên hắn vội vàng chạy xuống. Cầm lấy bịch hủ tiếu. Em cảm ơn chị. Bà Tư gói chanh ớt muối tiêu ở trong giấy đó nhá. Dạ vâng, chị về đây. Dạ, chào mẹ con về. Tuấn nhanh chóng quay trở về trong nhà. Xuống bếp xách cây tu đi lên trên phòng. Bà Linh kéo cửa xong cũng đi theo thằng con lên trên tầng. Con Dung nó lại mua thuốc cho mày phải không? Tuấn nghe vậy thì lại chối. Đâu có. Thôi mẹ xuống xem tivi đi, con ăn cái đã. Không là con, bà Linh chỉ nhắc. Ít thôi đấy, cảnh sát đang theo dõi mày đấy. Tuấn lại phì cười. Con biết rồi mà, con thương mẹ nhất. Nghe chừng đó thôi bà Linh đã mắt tận ruột gan. Không phải là bà chưa từng cấm cản con, nhưng mà mỗi lần nhìn con vật vã đau khổ van xin bà không chịu nổi. Thay vì cấm thì cứ cho con chơi ít ít ma túy cũng không sao. Cơ thể còn hốc hác xanh xao thì bà Linh lại lôi con ra bồi bổ tích cực. Và đến phòng, Tuấn lập tức đóng cửa vội vàng ngồi xuống đất lục lọi túi hủ tiếu. Trong túi ni lông nhỏ có 5 viên thuốc nén màu xanh da trời. Không kiềm được lòng, hắn bèn lấy ngay một viên cho vào miệng. Sau đó thì ngồi dựa vào tường từ từ hưởng thụ cái cảm giác sung sướng thăng hoa ấy. Đồng hồ trên tường có từng nhịp đều đều, lúc này cũng đã là 2 giờ sáng. Lúc nãy phê thuốc nên không biết mình đang ngủ bao lâu. Đầu óc còn đang lâng lâng, mắt cũng đang nhòe đi. Tuấn muốn nằm thêm một chút nữa nhưng thằng nhỏ của hắn thì không. Hắn phải dậy để đi tè. Cô lết người ngồi dậy, hắn đưa chân xuống khỏi giường. Có cảm giác hắn đang dẫm lên cái gì đó mềm mềm ướt ướt lại còn rất lạnh. Thực sự hắn vẫn còn chưa tỉnh, hắn buột miệng chửi. Mẹ nó chứ, nay đổ nước ướt cái gì vậy ta? Tuấn đưa chân đã phát cái vừa dẫm đi một cái, rồi bước thêm một chân nữa xuống đất. Khi mà đôi chân cùng dẫm xuống sàn, Tuấn cảm nhận được có đôi bàn tay nắm vào chân của hắn kéo mạnh. Mạnh đến nỗi hắn mất lực mà té nhào, mặt đập mạnh xuống đất. Vì còn phi thuốc tay chân không đủ sức chống cự. Cô ngã phải nói là rất đau. Cả cơ thể của hắn bỗng nhiên mềm nhũn, chân tay run rẩy.
sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Hắn sợ, sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, sợ đến nỗi mồ hôi túa ra. Hắn cố gắng bỏ ra khỏi phòng rồi miệng gọi lớn: "Ba ơi, mẹ ơi, cứu con." Tuấn thấy mình gọi khá lớn nhưng không ai nghe thấy tiếng của hắn cả. Hắn vẫn cố gắng bỏ, còn bắt đầu van xin: "Thưa, anh xin em tha cho anh. Anh sẽ đốt cho em nhiều giấy tiền vàng mã." Phòng của Tuấn cũng không quá to, bỏ một lúc cũng sắp đi đến cửa. Hắn sắp thoát rồi, chỉ một chút nữa thôi. Chết tiệt thật, hắn rất muốn đứng dậy mở đèn. Chỉ cần đèn sáng thì ma quỷ cũng đi. Nhưng hắn không đứng dậy được. Đôi bàn tay trắng bệch màu xám cho cứ bám chắc lấy chân của hắn. Đôi bàn tay nặng tựa 100 kg. Lúc này chỉ cần cố thêm một chút nữa, Tuấn sẽ mở được cánh cửa kia. Đôi chân trần từ đâu xuất hiện trước mắt của Tuấn. Nó cũng trắng bệch màu xám cho. Hắn biết đôi chân đó thế nào. Chỉ cần ngước mắt lên sẽ thấy chỉ có đôi chân tới gối. Thế nơi đầu chân sẽ bị be bét vì những vết chặt nham nhở. Không phải lần đầu, nhưng mỗi lần thấy đều khiến cho hắn sợ. Tuấn khóc, cố gắng quay đầu bỏ đi khắp nơi. Đôi chân hắn bỏ tới đâu thì cũng đều đi theo hắn. Hắn bỏ đến tủ quần áo rồi bám lấy chân tủ. Nhanh chân đập mạnh đôi tay cứ bám chắc chân hắn không rời. Mọi hành động của hắn đều luống cuống yếu ớt và vụng về. Hắn bỏ đựng vào tủ quần áo rồi cố gắng đóng mạnh cửa lại. Ngồi co ro trong tù hắn sợ đến phát khóc. Ngồi thêm một lúc cứ thấy mọi việc yên tĩnh, Tuấn mới dám lấy hết can đảm hé cửa xem nó đã đi chưa. Nơi khe hở nhỏ của cánh cửa tù, Tuấn giật mình ngã lùi người lại, cố gắng lấy tay bịt miệng. Bởi phía sau cái khe hở đó là một xác chết không đầu đang đứng sừng sững ở đó. Cái ánh đèn vàng mờ của phòng ngủ cũng đủ để cho hắn thấy được những vết chặt nhăm nhở nơi tứ chi, còn chưa kể máu từ đó đang bắn ra tung tóe. Khoan đã, Tuấn lại cố gắng lấy hết can đảm nhìn qua khe hở một lần nữa. Đôi tay đâu? Không lẽ đôi tay lại đang tìm kiếm hắn? Hắn đóng cửa tủ quần áo lại, cố gắng vùi mình trong đấm quần áo mền gối. Nói chung tất cả những gì có trong đó đều cho hắn có được cảm giác an toàn. Một bàn tay lạnh ngắt nhớp nháp vỗ mạnh vào một bên má của Tuấn. Một cây vỗ thôi khiến cho hắn hồn siêu phách lạc, đôi mắt đơ chầm, trái tim đập nhanh khó kiểm soát. Cây vỗ mạnh trên má kia chưa xong, hồn còn chưa hoàn toàn, thì lại thêm một cây vỗ nữa. Nó khiến cho toàn thân của Tuấn cứng đờ, cơ mặt như đổ mấy lớp bê tông. Những ngón tay bốc mùi tanh tưởi, cây mùi như chuột chết mấy ngày sộc mạnh vào trong mũi. Những ngón tay bắt đầu mân mê trên khuôn mặt của hắn, rồi bất ngờ bấu chặt vào mặt hắn. Chẳng đến nỗi hắn tưởng chừng như muốn rách nát và mắt cũng muốn rơi ra. Hắn bắt đầu lắp bắp: "Thưa ơi, tha cho anh sai rồi." Hai bàn tay nắm chặt đầu của hắn kéo hắn ra khỏi tủ. Cứ như vậy một lực siêu nhiên cứu hất rất mạnh toàn thân của hắn lao vào cái thi thể không đầu trước mặt. Hắn nhanh chóng té xuống đất. Từng mảng thi thể thi nhau rứt đè lên người của hắn. Hắn bấn loạn, hắn liền la hét: "Cứu, cứu con với ba mẹ ơi." Nghe tiếng hét kinh sợ, vợ chồng của ông Đồng bị đánh thức, bọn họ nhanh chân cùng nhau chạy lên, vừa chạy vừa hô hào: "Ba mẹ, có ba mẹ đây." Ông Đồng đưa tay vặn cửa rồi đẩy mạnh. Chỉ qua ánh đèn vàng mờ cũng thấy con mình cua tay múa chân trên giường. Ông lại đưa tay bật điện rồi cùng vợ chạy lại chỗ con. Bà Linh xuất con cho nên lay nhẹ: "Tuấn ơi, mẹ đây, tỉnh lại đi con ơi." Nghe tiếng của mẹ gọi, Tuấn sực tỉnh, ánh mắt sợ hãi ráo rác nhìn quanh căn phòng, rồi ngồi bật dậy ôm cứng lấy mẹ. Cơ thể vẫn còn rung lên bần bật. Bà Linh lại hỏi: "Mở cái gì mà la hét dữ vậy con? Xem chắn ướt đẫm cả mồ hôi thế này, áo cũng ướt hết." Tuấn liền lắp bắp: Không có gì đâu mẹ." Ông Đồng đang ngủ bị dựng ngược dậy cho nên cáu: "Mày bỏ cái món đó giùm tao đi, chơi bạc các loại đó rồi lé linh tinh. Tao nói qua ngày cũng có chuyện đó." Sau đó ông Đồng giận dữ bỏ xuống dưới phòng. Bà Linh tiếp tục an ủi con: "Kệ bà con, mà có chơi thì chơi ít lại thôi. Thôi nằm xuống đây ngủ đi." "Vâng ạ, mẹ để điện sáng đó cho con." Bà Linh cũng xuống dưới phòng. Tuấn lại nằm xuống giường, sau đó với tay mở cái máy cassette lên nghe nhạc. Căn phòng vẫn bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Cái khác lạ chính là hắn. Dù là hè nhưng hắn vẫn vùi thân vào trong mình. Hắn thực sự không hiểu,
Dù có chơi ma túy hay không thì hắn vẫn bị ám ảnh. Rõ ràng vong hồn của Thư quay về tìm hắn để đòi mạng. Hắn vẫn không hiểu sao hắn lúc đó có thể độc ác đến như vậy. Bây giờ hắn không dám ngủ nữa, nhưng bây giờ lại chơi viên ma túy vào thì nặng đủ quá. Ngày hôm sau, để lúc chị Dung đi làm, Tuấn xuống kéo chị Dung lên trên phòng để nói chuyện. Một kẻ nghiện nhưng hắn rất sợ nắng, sợ ánh sáng mặt trời và cả sợ những nơi đông người. Bởi vậy căn phòng hắn lúc nào cũng đóng cửa kín. Khi kéo chị Dung vào trong phòng, hắn khóa trái cửa lại rồi kéo chị Dung lại giường, kể cho chị Dung nghe mọi chuyện hôm qua hắn gặp. Nghe xong, chị Dung nhíu mày rồi hỏi: "Lại nữa sao? Từ lúc trước đến nay cô ta chưa từng ngưng đeo bám em." Tuấn liền thở dài đáp: "Đúng vậy chị. Bây giờ em biết phải làm sao đây? Dù có chơi thuốc hay không em vẫn gặp, chỉ là chơi liên tục sẽ không sao. Khi tỉnh vào ban đêm em mới sợ. Hay là bỏ thuốc đi em, mọi chuyện sẽ ổn thôi." "Không được, em đã cố, chỉ có thuốc mới giúp em bình tĩnh. Em thực sự không biết làm sao nữa cả. Chị thật cũng không biết sao cả. Chị đã cố gắng giúp em mọi chuyện. Em không thể đầu thú được, tương lai còn dài lắm." Tuấn thở dài, chị Dung lại tiếp: "Thôi cứ qua được khúc nào hay khúc đó, để chị đi tìm ông thầy nào giỏi yểm hồn cô ta lại." Nghe có vẻ hợp lý, Tuấn mừng rỡ vì cuối cùng cũng có lối thoát. Hắn nắm chặt tay của chị Dung: "Em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Em xin lỗi vì xưa nay đối xử với chị không tốt." Chị Dung mỉm cười rồi đi xuống dưới. Trước khi xuống còn không quên nhắc nhở em: "Số lượng chị đưa cho em, cần thiết lắm thì dùng, không thì thôi, chứ bây giờ khó mua lắm." "Em biết rồi." Sau đó chị Dung mới đứng lên xuống dưới nhà. Hai ngày sau, vợ chồng ông Ngô Ngọc Nam bị mời lên trụ sở cảnh sát. Cả hai đang ngồi trong phòng, khuôn mặt lấm lét nhìn nhau, không hiểu vì sao mình bị mời lên đây. Trung sĩ Quân nhìn họ để nghiêm túc rồi lên tiếng hỏi: "Ông bà có biết vì sao mà chúng tôi mời ông bà lên đây không?" Ông Nam liền ấp úng: "Chắc là cô tin tức về kẻ giết con gái của tôi." "Đúng rồi." Ông Nam và bà Nhàn mừng rỡ nắm tay của nhau mà cười. Ông Nam vỗ cái đét vào đùi khoái chí: "Tốt quá rồi." Trung sĩ Quân liền nói tiếp: "Chúng tôi nghi ngờ ông bà là người có liên quan đến cái chết của nạn nhân Thư." Vợ chồng ông Nam đang chưa vui được mấy phút, nụ cười chợt tắt nhanh trên khuôn mặt của họ, thậm chí khuôn mặt của họ chuyển sang tái nhợt. Bà Nhàn lấm lét nhìn ông Nam. Ông Nam ấp úng: "Sao đồng chí nói vậy? Sao chúng tôi có thể giết con gái của tôi được chứ?" "Đúng, ông bà thì chưa chắc giết, có khi thuê ai đó giết chẳng hạn." "À, không có đâu đồng chí à, chúng tôi không có." Trung sĩ Quân nghiêm nghị nói tiếp: "Theo chúng tôi điều tra thì được biết ông bà đã lâm vào cảnh nợ nần do cháy xưởng gỗ. Theo đó, từ vụ xưởng cháy, ông bà đã được đền bù tiền bảo hiểm. Ông bà còn một khoản nợ nần khác chính là bài bạc, và nạn nhân Ngô Thị Thư là con gái nuôi của ông bà." Hai vợ chồng ông Nam nghe từng lời mà như sợ chết chân. Không hiểu sao cảnh sát họ lại giỏi đến như vậy. Mỗi câu nói đều đúng hết. Ông Nam lên tiếng thắc mắc: Chuyện con Thư là con nuôi thì có vấn đề gì đâu cảnh sát. Con nuôi nhưng mà chúng tôi thương con như con ruột, sao chúng tôi lại giết nó được chứ?" "Vì tiền bảo hiểm. Chúng tôi được biết ông bà mua khoản bảo hiểm rất lớn cho nạn nhân Thư. Không phải giết cô ấy rồi thì ông bà nhanh chóng nhận được khoản tiền đó. À mà tính đến thời điểm này thì có lẽ ông bà cũng nhận được khoản đó rồi đấy." Nhưng lời lẽ sắc bén của Trung sĩ Quân khiến họ thêm sợ, lo lắng thêm, nhưng mà nhất mực từ chối việc đã giết Thư. Trung sĩ Quân liền nói tiếp: "Chúng tôi sẽ cho ông bà gặp một người." Từ bên ngoài, bà Năm được một đồng chí cảnh sát đưa tới. Bà Năm trước đây chính là người giúp việc của gia đình nhà ông bà. Nhìn thấy bọn họ, bà Năm liền lớn tiếng gọi: "Ông bà chủ." Ông Nam cứ hễ có chuyện gì lo lắng hồi hộp là mồ hôi lại túa ra. Ông phải rút cái khăn lau trong túi quần thấm những giọt mồ hôi trên trán và cả trên tay. Bà Năm ngồi xuống bên cạnh vợ chồng ông Nam. Trung sĩ Quân liền bảo: "Bà Võ Năm, hãy nói ra những gì bà biết đi." Bà Năm thật thà khai: "Tôi làm cho nhà ông bà chủ nhiều năm, tính tình mỗi người tôi đều hiểu chút. Ông chủ thì nhu nhược lắm, chuyện gì cũng đến tay của bà chủ. Bọn họ cứ tôi đến là đi đánh bài, có khi còn qua đêm. Ông bà chủ là dân kinh doanh nên miệng lưỡi sắc bén. Cô Thư cũng mang tính cách của bà chủ, ngạo nghễ ngang ngược, lại còn hay chửi.
được cái lương cao nên là tôi cũng coi như câm như điếc ở đó để làm. Tôi nhớ cái lần đó sau khi xưởng gỗ cháy, tôi vô tình nghe được một câu chuyện của họ. Bà Năm bắt đầu kể về cái ngày hôm ấy. Trong lúc đang lau nhà thì nghe dưới phòng vang lên rất nhiều tiếng nói lớn. Giọng của bà nhà liền dục: mày làm sao thì làm, ép nó cưới đi Thư. Nó cưới mày rồi ba mẹ mượn số vốn xây sở. Thư vừa ăn vừa câu có: chứ ba mẹ không thích anh Tuấn mà. Không thích nhưng giờ thích. Coi như là mày giúp ba mẹ đi Thư. Ông Nam cũng nài nỉ: coi như không uổng công ba mẹ yêu thương nuôi con khôn lớn, muốn gì được nấy. Con giúp ba mẹ lần này, cho qua cơn khổ đi Thư hả, nợ nần quá rồi con. Biết thì biết vậy, nhưng ông bà nhà đó không có thích con, lấy về cũng khó sống chứ đùa. Bà nhàn lại tiếp: thì con có sống mãi với ông bà ấy đâu, chiếu là thằng Tuấn thôi mà. Mày khiển được nó thì ông bà nói gì. Thư liền câu mày đứng dậy bỏ đi. Thôi mệt quá, tính sau đi. Giờ ba mẹ trắng tay thêm đống nợ, bắt tôi vào nhà đó cho họ khinh à. Vợ chồng bà nhàn gọi với theo: Thư, Thư ơi. Thư đến lên nhà trên còn câu có mắng cả bà Năm: lề mề chậm chạp, lau cái nhà mãi chưa xong. Bà Năm im lặng không nói gì. Vì mài hóng chuyện cho nên bà Năm đi chậm lại ghé sát tai hóng chuyện tiếp. Bà nhàn chửi thề: còn chó, mày tin tao giết mày không? Giết mày tao cũng có khoản tiền lớn bảo hiểm đó. Ông Nam không dám chồng vào con sư tử đang nổi cơn điên. Ông chỉ lặng lẽ ăn tiếp. Bà Năm kể xong câu chuyện thì được đưa về. Bà nhàn lên tiếng kêu oan: à, lúc nóng giận tôi nói vậy thôi, chứ không có giết con Thư thật mà. Ông bà sẽ bị tạm giam 72 giờ để tiếp tục điều tra. Tiếp theo đó liền bị hai đồng chí cảnh sát di lý đến phòng tạm giam. Lấy lời khai xong, trung sĩ Quân đưa tay vươn vào một cái. Vì vụ này mà bao nhiêu anh em đồng chí mất ăn mất ngủ đến mệt mỏi. Hạ Sĩ Hà vừa lúc đó cầm một tài liệu đi vào. Hỏi xong rồi anh Quân, có được manh mối gì không? Manh mối thì có nhưng mà cũng mong manh lắm. Em mới có thêm tư liệu đây. Hai hôm trước chị của tên Tuấn đã liên hệ mua ma túy của tên Hùng Ba Thẹo. Nhưng mà chúng ta không dám đụng vào. Ngài nói bên đội ở phòng chống ma túy đang theo vụ đó. Cầm lấy mấy tờ tài liệu Hạ Sĩ Hà đưa, trung sĩ Quân liền nói tiếp: đúng rồi, họ canh bắt thằng Sơn Gấu mà. Thằng đó từ Bắc vào đây nhưng mà làm mưa làm gió ghê lắm. Thôi em làm gì làm đi, anh liên nộp tài liệu cho sếp. Dạ. Nghe lời của chị Dung, mấy hôm nay Tuấn không sợ vào viên ma túy nào cả. Cả cơ thể lừ đừ mệt mỏi, đã vậy cứ nhắm mắt vào lại thích cảnh tượng đó hiện ra. Hắn nhớ từ hôm đó hắn vô thức quay sang ôm lấy Thư, sợ hắn giật mình mở mắt bởi cái hắn ôm lạnh ngắt, cứng đờ không ấm áp như người. Hắn lờ đờ mở mắt ngồi dậy, sau đó ngay lập tức hét lên và nhảy ra khỏi giường. Hai tay ôm lấy đầu chật vật, đôi mắt mở to hít cữ. Thần sắc bất ổn, đôi chân cũng đi qua đi lại trong vô thức. Trên giường hắn đang nằm là một cái xác chết, một cái xác chết đầy máu và không có đầu. Điều đáng sợ hơn nữa là các tứ chi bị chặt và được xếp lại các vị trí với nhau. Nhìn qua nhìn lại, hắn cũng thấy con dao dính máu vứt ở dưới đất. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuấn dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được chuyện gì. Chỉ biết là hắn đã giết người, và người hắn giết chính là người yêu của hắn. Cái hắn nhớ chỉ là hắn chơi ma túy. Sau đó hắn thấy quái vật. Quái vật đáng sợ lắm. Quái vật cứ đuổi theo đòi ăn thịt hắn, và hắn đã cố kiếm gì đó để giết chết quái vật. Chỉ vậy thôi. Sợ hắn không nhớ gì cả. Hắn sợ lắm. Sợ hắn nghĩ ra phải điện thoại cho ai đó. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại bàn điện cho mẹ. Vừa bấm được mấy số hắn lại ngưng. Không được. Hắn không thể báo cho mẹ. Hắn run sợ, hắn bật khóc. Hắn cố gắng nhớ ra một ai đó có thể giúp hắn. Đúng, chị Dung. Chỉ có chị Dung mới giúp được hắn. Bình thường hắn đối xử với chị Dung không tốt, nhưng chị Dung lại luôn yêu thương hắn. Đúng rồi, hắn phải điền cho chị Dung. Sau khi chị Dung đến đã giúp hắn thật. Từ lúc hắn giết người cho đến nay, hắn chưa bao giờ được yên ổn. Cứ mỗi lần nhắm mắt hắn lại thấy những hình ảnh kinh dị. Sẽ thấy cái xác đó tìm về. Cái xác không hồn không kêu gào, chỉ lặng lẽ kiếm hắn. Hắn tưởng chừng cái xác đó luôn luôn ở bên cạnh hắn. Chỉ cần sơ hở thì cái xác lại bám vào hắn. Hắn sợ. Dù có chơi ma túy hay không, hắn vẫn thấy hình ảnh đó luôn ám ảnh hắn, cả trong miếng ăn cho đến giấc ngủ.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.